Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng năng lượng cảm xạ. Hôm nay là 23 tháng 4 năm 2016, dưới sự tổ chức của Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam, vinh danh các trí thức Việt Nam theo tiêu chí đạo đức toàn cầu và vinh danh các trí thức Việt Nam sáng tạo và cống hiến. Thầy Sư Quan Châu cùng các nhà khoa học tham dự hội thảo có những tham luận để cống hiến cho nền khoa học Việt Nam. Khi tôi còn là tuổi, người ta lên tàu đi xa. Khi quê hương còn chìm đuối, người ta lên tàu đi xa. Xin được nhiệt liệt chúc mừng nhà cảm xạ Dư Quang Châu, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Năng lượng Cảm xạ, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Cảm xạ Địa sinh học, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Năng lượng Cảm xạ. Ông là người khởi xướng và thúc đẩy việc Việt hóa môn cảm xạ học thành năng lượng cảm xạ, đặt nền tảng đầu tiên và đóng góp đáng kể cho môn cảm xạ học phát triển, phổ biến ứng dụng tại Việt Nam. Ông là điển hình tiên tiến của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội. Xin chúc mừng! Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, cảm ơn quý vị. Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng năng lượng cảm xạ.